Trận đấu thứ 3, Mark C lại của chim sẻ. Bên kia AC và một kèo rất hay, AC Mark. Nhưng AC đương nhiên là vẫn, tôi nghĩ là vẫn dễ đánh hơn so với Mark C, vì Mark C vâng muốn muốn to, muốn khỏe, muốn đẹp, muốn có tính chất thi đấu cao thì còn phải dựa vào bài nhiều hơn so với AC. Vâng, để Maxi thắng được AC cho một kèo solo thì bài của Maxi phải thực sự đẹp, thực sự giàu. Điều kiện đầu tiên trước khi nghĩ đến những việc khác. Vâng, trận AC đầu tiên trong kèo solo ngày hôm nay. Vâng, đã đến C đấu thứ tư rồi, bây giờ mới xuất hiện một con AC. Vâng, Babylon cùng vâng Baby này cho Son Kata Summer Egypt, tôi thấy là cũng có xuất hiện loáng thoáng rồi. Roman thì cũng chưa thấy. Seng thì đã có một trận. Per thì cũng có một trận rồi, từ đầu đến giờ trận đầu tiên luôn. Ngay xuân quân kiểu quân siêu tuyển như kiểu Panpeya thì có mỗi Panpeya thì còn có tỷ lệ xuất hiện cao hơn, còn các quân kia thì tôi thấy rất là ít. Bài Maxi như vậy là không có khung rồi, hốc cũng chưa thấy. Nhưng chim sẻ đang muốn cơ cấu vào cái góc nhà của mình. Bài vàng ở trong thì cũng không có, vàng lại ở phía bên ngoài. Bãi quả phụ là 6 cây, bãi vàng hơi xấu một chút. Vâng, gặp dân BB. Chim sẻ giò đã được khoảng gần một nửa bản đồ rồi. Một khu vực có 3 con voi và bầy hiêu sữa bản đồ luôn. Hai mươi lăm dân dừng thi dân. Nếu là xem bài này có khi phải đánh 28 dân hoặc 27 dân thì nhả dân mới kích được. Đã biết nhà bi rất sớm rồi. Oklahoma, Omas, Rogan, Donna E. Omas, Rogan, Donna E. Omas, Omas.
Vâng, bài này vẫn ép được là cuối 10. Vâng, vẫn ép được là cuối 10 bài này, thực sự khủng khiếp. Thì nó rất cố gắng. Vâng, bị nhảy thứ hai sớm hơn so với chim sẻ một chút thôi. Bây giờ mới về ăn bãi quả. Vâng, đánh chém đến từ game thủ BB. Lựa chọn an toàn đến từ Vi. Cả hai bên đều đang chơi vào bãi vàng của nhau. Rồi, kịp thời. Vâng, vàng vẫn hở. Chúng ta đang đập được con giò này, mình cũng chết giò. Và BB không, con giò của BB còn một tiết. Dân đã ăn quả rồi, dân nhiều thì đừng chơi. Vâng, dân giữa bản đồ lộ rồi. Vâng, con giò BB vẫn sống. Nó sẽ, điều đó sẽ khiến chim sẻ đang rất khó để ăn hoang. Vâng, bây giờ bắt đầu chơi vào hai bãi vàng này của BB. Vâng, bánh xe và 2A luôn. Vâng, chất quân hơn và BB đang đánh rất đúng bài. Đấy, đưa về cái thế mà dân mình có bánh xe. Đánh nhau theo kiểu quản dân. Vâng, lợi thế gắn hết dân đối phương là thắng. Kiểu như vậy. Khó thật đấy. Tỷ số là 21 xê đầu thứ 4.